Xin chào mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về cái chủ đề là nút like có quyền lực như thế nào trên nền tảng có TV. Thông thường thì chúng ta dùng các cái nền tảng khác như là Facebook, YouTube hay là Zalo, chúng ta like thì cái nút like nó chỉ có giá trị là tạo ra cái độ tương tác và thân thiện với cái người sáng tạo ra cái nội dung đó hoặc là cái chủ đề đó thôi. Tuy nhiên cái nút like trên nền tảng có TV nó có chứa một cái quyền lực, đó là nó tạo ra được tiền đấy các bạn. Và nó tạo như thế nào thì mọi người đến với cái trang của mình ha. Và đây là cái trang của mình. Đây là trang của mình. Đấy. Thì đây là cái bài, cái clip mà mình hiện tại bây giờ là cái clip mà phải nói là hot nhất của cái trang mình đó. Thì mỗi ngày á, người ta xem là hơn 1.000 lượt xem trong một ngày. Như ngày hôm nay á, là lúc 8 giờ sáng mình xem á, chưa hết một ngày ha, mà lúc 8 giờ sáng mình xem thì nó là mới có 4.053 lượt xem thôi, nhưng đến bây giờ nó đã là 5.212 lượt xem trong vòng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối đến 9, 10 giờ, 11 giờ. Bữa nay bây giờ là 11 giờ tối thì là mới có 15 tiếng đồng hồ thôi mà cái lượt xem nó đã vượt lên là 1.200 lượt xem rồi. Thì cái điều này cho thấy là nền tảng có TV bắt đầu đã có nhiều người quan tâm đến ha, và để tìm hiểu về cái công nghệ web 3 nói riêng, nói chung cũng như là cái nền tảng có TV nói riêng áp dụng cái công nghệ này. Mà mọi người mà ai cũng mới biết cái kênh của mình á, thì có thể vào cái bài này ha, có TV nền tảng dành cho nhà sáng tạo nội dung trên kênh Thành Nam Entertainment, để có thể hiểu rõ thêm về cái nền tảng có TV cũng như là cái công nghệ web 3 ha. Và bây giờ nút like nó có tác dụng như thế nào? Thì cái này nè, như cái bài của mình á, thì với một cái clip sáng tạo nội dung up trên nền tảng có TV thì nó chỉ có giá trị trong 7 ngày để mình được like thôi ha. Và mỗi nút like này nè, nó đều có tiền nha mọi người. Có tiền, và tí mình sẽ giải thích vì sao. Rồi, hiện tại bây giờ cái clip này mình up từ ngày 1 tháng 3, nên bây giờ bữa nay là quá 7 ngày rồi, nên bây giờ nút like không được nữa, bây giờ không cho like nữa ha, tại vì quá thời gian rồi. Đây, đó là ngoài người ta là có nghĩa là khi xem cái clip á, thì cộng đồng caster á, người ta thấy cái clip nào mà người ta thích hay là người ta cảm thấy hữu ích cho người ta thì người ta có thể tặng cho mình các cái quà nè, ở đây ha, tặng clip ở đây đó, tặng bao nhiêu thì tùy họ, tùy mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cái bình luận nào để mình sót mà mình chưa like không nhờ. Bài mới của mình thì mới up đây nên lúc like vẫn còn có giá trị nè mọi người. Đây, thấy không? Rồi, mình like thử một cái. Đó, hiện tại giá trị của một nút like của mình nó tương đương với 0.33 vét. Ha. Đó, rồi hiện tại đó, 0.33 vét. Mình chú ý cái đồng vét nha, đừng có chú ý cái tiền này. Cái tiền này chỉ là cái tương đối thôi ha. Chú ý là chú ý cái đồng vét này nè. Đó, tại sao nó có cái giá trị đó? Thì nó tùy vào cái lượng vét mà mình giữ trong cái nút like á. Cái giá trị của nút like á, cái giá tiền trị nút like á, là nó tùy vào cái đồng vét mà mình đang giữ. Ví dụ như là hiện tại bây giờ mình like cho một cái video ha, là được trên 100 đồng, thì có thể có nghĩa là mình phải sở hữu khoảng tầm trên 10.000 cái đồng vét, cái vét. Thì cái vét là gì? Vét là nó chỉ có giá trị ở trong cái nền tảng mình thôi, nhưng mà một vét nó sẽ được đổi trực tiếp qua bằng một đồng code. Và đồng code là gì? Đồng code chính là đồng tiền kỹ thuật số, đồng tiền mã hóa ha. Đồng tiền này đã được giao dịch trên tất cả nhiều cái sàn lớn trên thế giới rồi, và hiện tại bây giờ đó, hôm nay nè, đồng code giao dịch nè, đó là có giá trị tới thời điểm hiện tại là đồng code giao dịch là có giá trị là 0.010 gần 14 đô, thấy không? Mấy hôm nay nó đồng code giảm, mà riêng ngày hôm nay là tăng quá trời tăng nè, thấy không? Đó, hôm nay tăng lên nè, đó 0.14 đô. Đó, thì trong 7 ngày mình coi thử cái biểu đồ trong 7 ngày xem. Biểu đồ trong 7 ngày thì có những lúc đồng code tăng lên tới 0.015 lận. Đó.
Còn hiện tại hôm nay là mới là 0.013.999 mấy đó. Là 0.014 đi. Đó, còn đây là lên tới 0.015.08. Đó, 0.015.56. Ha. Thì cái đồng cost này á, nên tại sao mà người ta quy ra, đó, người ta quy ra là bao nhiêu đồng người ta quy ra cho mình. Đó, ví dụ như hiện tại bây giờ á, là cái bài này mình có khoảng 5.89 vết. Đó, thì mình nhân với cái giá trị mà đồng cost hiện tại á. Đó, mình nhân ra thì mình sẽ tính ra được cái đồng của mình là khoảng 1.866 đồng. Ha. 1.867 đồng. Đó, là đồng Việt Nam. Ha. Thì nên là có những cái bài mà này á là mình được mọi người tặng rất là nhiều, từ gift đến quest, nên là rất là cao. Đó, cái bài này nè. Thì mình nhận được. Thấy chưa? Cái này là mình nhận được 1.959.57 vết. Đó, thì tính ra với cái giá trị đồng vét là đồng cost hiện tại đang giao dịch thì nó được là 623.000, gần 623.000 đồng. Đó, là một cái clip mình được như vậy. Cái nút like nó quyền lực ở đây nè, ở chỗ nè, có những người sở hữu đó cái số lượng vét cực lớn ha. Có những cái người sở hữu số lượng vét cực lớn, họ vào họ tương tác với mình và họ like cho mình, thì có khi một cái like của họ nó lên tới mấy chục ngàn lần. Mà như vậy ha, mình bạn thấy ha, nếu mà người đây thấy chưa, đây 49.000, lên tới 49.000. Như vậy chứng tỏ là cái nick này họ giữ đồng vét lên khoảng tầm 5 triệu, khoảng gần 5 triệu, 5 triệu đồng triệu vét. Đó, rất là nhiều ha. Thì cái đồng vét đó giá trị như vậy. Đó, chính vì vậy mà mọi người thấy á, trên nền tảng có tivi, cái nút like nó tạo ra tiền. Đó, và nó đặc biệt một điều như vậy nè, là cái tiền này á, nó không phải là do mình mất. Hồi xưa mình mới vô mình cứ tưởng là mình like một cái cho người ta có được tiền, nhưng mà mình mất. Đó, sau này cái mình cứ like liên tục vậy, mình like liên tục, mình thấy không mất gì hết trơn. Thì mình mới biết, mình mới tìm hiểu biết được là cái like này là CodeTV họ cho cái quyền mình. Mình thấy một cái nội dung sáng tạo, nội dung nào hay, mình cứ like cho người ta, khuyến khích người ta. Đó, và người ta được tiền. Tuy nhiên mình không có mất tiền, mà CodeTV họ chích từ cái hoạt động kinh doanh của họ, chích một phần khoản nó ra, gọi là cái khoản khích lệ các coser, để các coser sáng tạo nội dung tốt, thì họ chích một cái phần ra để họ tặng bằng cái các nút like đó. Nó rất là hay đúng không ạ? Chính vì vậy mà nút like chúng ta, mà ví dụ như chúng ta sở hữu cái lượng code, cái lượng vét rất lớn, thì chúng ta like thì cái giá trị nó rất là cao. Nó rất là cao và nó tạo ra cái độ thân thiện với những cái người khác rất là nhiều. Vì vậy cái nút like á, cái nút like họ của mình là không có tốn gì hết trơn, mà cái nút like này CodeTV họ sẽ trả. Chính vì vậy họ sẽ khống chế mình. Khống chế thứ nhất là họ có cái cột năng lượng đây. Họ có cột năng lượng này thì họ chắc chắn họ sẽ, mình không có được like. Khi mà mình mà mỗi lần mình like như vậy thì cột năng lượng này nó sẽ bị mất dần. Chứ mình không có like, nó like vô hạn đâu, like vô hạn rồi mình like quá trời gì, người ta lấy tiền đâu người ta trả cho mình, trả giúp mình được. Nên là người ta cũng khống chế cho mình. À, khi mà mình cái lượt like mình nó cạn rồi á thì mình không được like nữa, mà phải chờ một khoảng thời gian để mình phục hồi cái lượt like lại. Đó, thì cái lượt bữa nay bạn mới thấy rằng là rõ ràng là có TV không, rất là nhiều các cái ưu điểm khi để cho một nhà sáng tạo nội dung có thể kiếm được nhiều tiền, quay tiền qua nhiều cách. Thứ nhất là kiếm tiền bằng nút like. Nút like này có giá trị trong 7 ngày ha. Kiếm tiền bằng nút like. Đó. Thứ hai là kiếm tiền bằng gift, bằng quà. Và cuối cùng là nó không khác cái nền tảng khác chút nào, là kiếm tiền bằng quảng cáo. Hiện tại bây giờ thì mình đã đạt cái yêu cầu về có thể bật quảng cáo rồi. Đó là 620, nhưng mà có TV họ quy định chỉ cần 500 người theo dõi thôi. Bây giờ mình 620 rồi thì mình đạt rồi. Đó. Và
5.228 lượt xem thì mình dư rồi, chỉ cần có một cái video clip đạt 1.000 lượt theo dõi lượt xem thôi, mà bây giờ mình đã đạt 5.000 mấy rồi thì mình dư điều kiện để mình có thể bật kiếm tiền, nhưng đến giờ chưa thấy cái mail trả lời cho mình để xác nhận là đã được bật kiếm tiền, kiếm tiền và chạy quảng cáo hay chưa. Đó thì như vậy thì nền tảng có TV chúng ta không có bỏ bất cứ một cái gì của các cái nền tảng khác nữa hả, vẫn là tạo một cái kênh có thương hiệu của mình và có cả quảng cáo để chúng ta kiếm được thu nhập. Bên cạnh đó chúng ta lại thêm một nút like rất quyền lực. Đó, khi mà chúng ta nắm giữ các lượng có lớn, cái lực like của chúng ta mạnh thì rõ ràng cái sự chú ý của cộng đồng đến với chúng ta nhiều hơn, thấy không? Bên cạnh đó là chúng ta được tặng thưởng bằng quà gift đó rất là nhiều. Vì vậy là nếu chúng ta với các bạn là một nhà sáng tạo nội dung thực thụ thì các bạn hãy tìm hiểu và thật sự nghiên cứu cái nền tảng có TV ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ số tài khoản đang trong quá trình tăng trưởng, thì theo mình thấy thì là hiện tại bây giờ á, mỗi ngày có khoảng tầm hơn 2.000 đến 3.000 tài khoản được mở mới. Như vậy thì cái tăng trưởng sẽ rất là đều đặn của có TV. Các bạn nghĩ đi, bây giờ mới có 1 triệu thôi, nhưng nếu có TV tăng trưởng lên 10 triệu tài khoản, 20 triệu tài khoản thì lúc đó cái cơ hội chúng ta nó sẽ tăng lên bao nhiêu lần ha. Nên các bạn, chúng ta đừng bỏ lỡ khi mà chúng ta có một cái nền tảng rất là nhiều cái ưu điểm như vậy để tham gia vào và thử kiếm tiền. Đó, chúng ta mất gì? Chúng ta không mất gì cả, chúng ta chỉ mất chất xám một chút để làm sao nghĩ cái nội dung sáng tạo cho mình nó hấp dẫn, gây chú ý cho cộng đồng và đặc biệt gây chú ý đến những người ta gọi nôm na đó là những cá mập đó, giữ nhiều code, những nhiều code, nhiều vết để họ like cho mình và họ tặng cho mình quà thì là chúng ta sẽ phát triển cái kênh của mình tốt hơn. Và lần này mình cũng xin phép là kết thúc ở đây, và cũng nếu các bạn thấy là cái thông tin mình chia sẻ hữu ích cho các bạn thì các bạn giúp mình một cái lượt theo dõi ở đây nhé, bấm giúp mình một cái lượt theo dõi ở đây và cùng tương tác với mình nhé. Các bạn tương tác với mình thì mình sẽ tương tác lại, mình sẽ không bao giờ bỏ sót ai hết. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn kiếm thật nhiều tiền từ cái nền tảng mới này.